chúng ta lặp lại cái này, chúng ta sửa cái bo cách mang lại hắc sát hắc hồng hắc sáu gì đó, tương tự đến thầy chữa anh phát. Nếu như các bạn có muốn test thì có thể test số điện thoại của khách hàng ha, đó 0917371695, các bạn có thể search Zalo ví dụ được ha, mà có thể test ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở ra, chúng ta kiểm tra coi như nào, chúng ta sẽ kết nối không, rồi ngay chúng ta mở cái bo đuôi ra. Bỏ bộ đuôi ra, chúng ta sẽ kiểm tra coi có chậm gì không, rồi chúng ta sẽ tiến hành qua kết nối. Hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một cách chính xác cái lỗi của đai kinh, mà sửa theo phương án chính xác chứ không sửa mò nha. Ở đặc biệt ở đây chúng ta không bao giờ sửa mò, sửa là phải chính xác, con nào hư mới gỡ ra, còn không hư không gỡ, đó là quy tắc của chúng ta nào giờ, đúng không? Rồi bạn nào có lấy cái bo đầu ra phụ nó đi, lấy bo đầu ra phụ nó kết nối dây rồi luôn sẵn luôn, rồi khi mà kiểm tra xong chúng ta sẽ gắn vô thôi, đúng không? Tích đó, tức là tiết kiệm thời gian để khoảng nào chúng ta tiết kiệm, đúng không? Đó, gắn lắp rồi vô những bạn kia sẽ phụ trợ cho nó thôi. Rồi. Rồi chúng ta cùng nhau chúng ta làm cho nha. Đó, thành phát ha. Liệu rằng học 4 ngày, có thể sửa H6 đi kinh không? Chúng ta đang đặt một câu hỏi, chúng ta đang làm một câu hỏi đó đúng không? Chúng ta làm một câu hỏi đó, chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi đó, đúng không? Chúng ta giải quyết câu hỏi đó. Liệu học 4 ngày có thể giải quyết được H6 đi kinh? Chúng ta sẽ thử ha. Đầu tiên là chúng ta vấn đề kiểm tra chậm chậm thì bạn nào cũng biết đúng không? Bạn nào cũng biết. Qua quá trình có thể học 1, 2 hôm các bạn thấy kiểm tra. Chứ khi mà các bạn gặp cái bo, các bạn muốn kiểm tra có chậm chậm hay không trước khi bằng cấp điện đó, thì các bạn phải làm sao? Các bạn phải đo cầu diode đúng không? cầu diode nguồn vô nó có chạm chạm vô mới cấp điện nha. Đây là nguyên tắc ha, nguyên tắc. Các bạn nhớ cái nguyên tắc này nha. Các bạn phải nhớ nguyên tắc nha. Mấy mốt mà thầy kêu làm thì các bạn mới biết làm, nhớ nha, nhớ dùng. Đầu tiên là phải đo coi có chạm chạm gì không cầu diode, đúng không? Ví dụ như đây bo đây. Giờ chúng ta để này qua bên ha, để này qua bên. Lỡ ốc ra. Liệu rằng học 4 ngày có thể làm được không? Chúng ta thử nha. Còn những các bạn mà chưa biết điện tử thì lâu hơn một xíu, còn những bạn biết điện tử thì rất nhanh, đúng không? Biết phân tích thì rất nhanh, còn những bạn chưa biết điện tử có thể là lâu hơn một xíu. Các bạn thử xem. Cầm máy tính nó sao nhân với tôi viết đi. Hãy tới đốc nhà mình. Mới đó chưa? H6 đại kinh ha. H6 đại kinh thử xem. Rồi gỡ con ốc ra luôn đi, để cái vỏ qua bên cho ba, gỡ nó lấy cái tôi giúp mở cái đó. Mở con một con à, một con này nè, con này nè. To. Viết nào. Ông viết tôi đợi cái đít đó thì ra cái ông thầy rồi để rồi nhanh mà. Và các bạn đo chậm kiểm tra chậm chậm trước đi, cái này là sao mà chuyển về bỏ ở cái mặt ha, dặn em này đi, dặn xe cao được, qua được. Đội dần cao quá, đúng như cái lỗ đây nè. Cái lỗ đây nè. Đây còn. Rồi chúng ta bắt đầu thử nha. Đó, con dít này có sẵn rồi. Rồi chúng ta đang kiểm tra lỗi H6 đại kinh, chúng ta thử xem nha, thử xem liệu rằng học mấy ngày có thể giải quyết được bạch bích không. Em lao cái miếng thì bạn nhiệt đi cho nó dính lại. Và bên kia thì kết nối bộ dây đúng không? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đo kiểm tra chậm chậm. Đầu tiên là bạn muốn kiểm tra chậm chậm thì chúng ta sẽ để thang thông mạch đúng không? Một que vô, một que. Vậy các bạn mới nhìn kỹ nha, tức là để một que vô chân AC, que còn lại vô hai bên, rồi tới que chân AC bên đây cộng chừng hai bên, rồi nếu như nó có chạm thì nó sẽ lên kim chúng ta thông mạch ha. Đó, hiểu được cái bước làm không? Chúng ta hiểu được làm. Tức là để que, để nguyên nguyên vậy nè, em để nguyên vậy nè, em để nguyên vậy, đúng chưa? Chính đây cái, đây cái, đúng chưa? Dạ đây cái, đây cái nữa, rồi ok. Rồi cái phần đi sẽ công suất, rồi cái công suất này nó xài sẽ liên tiếp L, sẽ liên tiếp L. Vậy cái phần công suất của nó thì các bạn kiểm tra cộng trừ của nó thì nó ở chuyển bìa bên đây và ba chân bên đây là xong, đúng không? Ba chân đó nó dính chung đó, đúng không? Coi nó bao nhiêu ôm, nó mà lên nó kêu tiếp cho là thời thua ha. Rồi không thì chúng ta sẽ cấp điện thử ha. Rồi, cái miếng nhôm kia đấy rồi chúng ta sẽ gặp thời gắn miếng nhôm để cho xem sức nè. Rồi ok, gắn miếng nhôm để cho xem sức.
siết chiều lại được siết cứng hơn, siết mà mạnh quá thì nó sẽ mọt ở bẫy con xem trước hai là nó sẽ bệnh, nó sẽ tuôn ra miếng nhôm. Không sao, từ từ lại. Một con điểm, một con điểm đừng gỡ ra hết. Em bỏ em gãy ngàm vô dặn con còn lại. Đó, có gì đó, giảm nhanh. Rồi chúng ta lại vô thêm, chúng ta đang có một cái câu thắc mắc mà chúng ta nói, ông này nói đúng không? Học 4 ngày có thể làm được bo H6 đầy kinh không? Một số bạn có thể hỏi thêm cái câu hỏi đó không? Có thể hỏi câu hỏi đó. Liệu là có mua, có nói quá sự thật không? Học chúng ta chả nói quá sự thật. À, tại vì sao? Tại vì chúng ta có nhóm gia lô đội bộ hỗ trợ là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là chúng ta học gì có nguyên tắc của bài bản. Chứ chúng ta không học sửa mò bẩm như những cái ông thợ dưới quê dạy mấy bạn, hoặc là những ông thợ dạy ông thầy dạy lý thuyết là chúng ta không có gì đó. Hoặc là những ông thầy dạy lý công, thi công thì bắt các bạn làm nhiều để mới dạy nghề cho các bạn làm 5 năm, 3 năm chứ ở đây không cần chỉ nói, tôi dạy hết cho mấy bạn về quê để còn làm luôn, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ. Ở đây với tôi làm mẹ và tốn tiền điện nước hay mẹ tháng nào cũng tốn 3 triệu tiền điện, 4 triệu tiền điện, triệu mấy tiền nước không? Mẹ về, làm mẹ về quê chứ sửa máy kiếm cơm nuôi vợ nuôi con chứ giờ vợ con mai mốt đi về mà rụng học 4-5 năm về cái nó dắt nó ẩm đứa con ra nó chào chú thì cũng thấy mẹ luôn. Đúng không? Mẹ anh đi học 5 năm về con 4 tuổi thấy mẹ luôn. Đúng không? Mà con ai với mấy con mình đó là chết luôn. Nên học đi đẻ lẻ về quê còn sửa máy còn nuôi vợ nuôi con đúng không? Đúng không? Rồi xong chưa? Xong chưa? Chắc chắn chứ ha. Ok, các bạn kiểm tra chậm chậm rồi. Cái này ở trên cái bo này, bo đây kinh 32 hoặc là cái bo đây kinh nó có một cái đó bạn nên nhớ, nó có một cái nút rồi gắn vô đặt mic rồi lấy cái kẹp kẹp cho nó các bạn không? Lấy cái kẹp kẹp vô nó ống sọt vô. Không có cái đó thì nó sẽ báo lỗi nha. Báo lỗi gì? Quá nhiệt của đầu máy nén ha. Các bạn nhớ là bo đây kinh 32 thì nó luôn luôn có cái rắc đó. Thì cái rắc đó ví dụ như trên bo đây kinh á thì nó có một cái mã số gọi là mã S bao nhiêu là S bao nhiêu, S bao nhiêu, S bao nhiêu, S 40. Các bạn gặp bất cứ model kinh nào, gặp bất cứ model kinh nào dù cho nội địa dù cho hàng không, các bạn thấy cái S40 thì cái S40 đó là cái S gắn cái đặc bích đầu máy nén à, cái S40 nha, nhớ nha, S40 còn không có là gắn nó sẽ báo lỗi nha. Ok, rồi chúng ta gắn vô cuộn xeo rồi quan đầu kết nối qua đầu qua đuôi là cái chạm dây lóc gắn vô luôn ha, dây lóc gắn vô luôn rồi cái quạt gắn vô luôn, bạn nào cầm cái quạt cho nó đi ha, bạn nào cầm cái quạt cho nó để báo đen cầm cái quạt cho nó đi. Rồi. Khi mà quạt quay quăng qua hảo chẳng chụp nha. Ủa cái nối gì nữa? Thì nó quay quăng qua hảo chẳng chụp nha. Nó dây lắp mà. Nó dây lắp hả? Cái này là dây kết nối 1, 2, 3. Lấy cái chạm, có cái chạm không? Đây cái chạm đây. Nè, gắn vô cái chạm 1, 2, 3. Rồi chúng ta thử thử xem. Coi đen mấy vậy? Đen 1 vậy? Đen 3. Đen 3 hả? Đen 3 chắn 2, cam 1. Những bạn kia là hỗ trợ nó làm ha. Đúng không? Đó là có đó theo đó. Không à. Sao lại cái đỏ? Ba đỏ. Mắt ờ đỏ. Cam màu. Đây nè. Số mấy đó? Ừ, rồi đâu số mấy? Chẳng hai, ba đỏ. Số 1 là gì màu gì? Hả? Chứ ở dưới. Mó tạc này. Đó rồi. Thì cứ gấp đúng thứ tự thôi. Ba đỏ, hai trắng, một đen. Đỏ hơn, đỏ đen hơn. Số 1 bên kia là màu gì thì gắm cái gì thứ tự bên đây. Có chừng lộn nè. Có chừng lộn nè. Cái này là bên đó gì màu đỏ phải không? Dạ, thay đỏ. Tên số 1 thay đỏ luôn. Tên số 1 màu gì? Em làm chi cho phức tạp đây. Nó khổ vậy. Đây nè. Đồng tại tự mình á, là phức tạp mình chứ ai làm phức tạp mình đâu. Đây. Rồi. Đó. Rồi sao uống nước? Rồi, một là cam. Cam. Rồi chúng ta chờ xíu nha. Chúng ta phân tích sữa banh bệnh là phân tích sữa chính xác. Chúng ta bạn nào xem chúng ta sữa chính xác là liệu là sữa chính xác thật sự không? Để không thôi mấy bạn không biết các bạn tưởng tao là học 4 ngày thì không sữa đây kinh rồi 4 ngày sữa đây kinh tụi nó đừng nói sữa đây kinh nó sữa không có cái máy gì luôn á. Tại vì chúng ta có nguyên tắc đàng hoàng. Thì cái nguyên tắc này chúng ta áp dụng cho mọi loại máy chứ không phải là riêng cái máy đây kinh. Rồi có rồi, ok, ok, xong chưa? Chắc chắn chứ? Rồi có cảm biến rồi. Rồi lấy qua cảm biến lập làm sao được cho chậm chậm nha, à, cẩn thận dễ hơn ha. Rồi xong chưa? Chắc chắn chứ? Em làm xong quay mặt hiển thị qua đây cho dân chúng nó thấy. À,
để dân chúng nó mình gắn cái bộ đuôi dưới là nguyên bộ máy dưới lột hai dây lóc lên giả bộ chó chạy nữa. Rồi cặp nguồn vô chưa? Nguồn đâu? Rồi 1 2. 1 2. Được không? Sọt vào đây nè. Sọt vào đây nè, gắn vô đây nè. Rồi chúng ta chờ xíu nha, chúng ta chờ xíu. Chúng ta làm rồi chúng ta đàng hoàng chính chánh chứ chúng ta không có làm mình chơi nha. À, các bạn có thể coi, các bạn có thể hiểu chút nữa mình sẽ tính toán cho các bạn xem. Giờ mình sẽ cho học viên mới tính toán cho các bạn xem liệu học viên 4 ngày, học viên 3 ngày có thể tính toán được thông số môn trên cái mặt này hay không. Đúng rồi, đây kinh ra 32 ha. Ok chưa? Có liệu có tính toán được ra số chính xác không? Và trên sơ đồ nó sẽ như thế nào, lỗi ở đâu ha. Ok. Mở nguồn. Và cái chúng ta phải đứng ở chỗ này chút xíu là ví dụ như em để em về quê đi. Ví dụ này em về quê thì có phải là bạn đó nhận một cái bo giống vậy không? Về có phải kiểm tra giống vậy không? Và xong chưa? Bạn đó cũng gắn vô bạn đó thử ha. Phải không? Bạn đó gắn vô bạn đó thử đúng không? Bây giờ bạn đó sẽ cho nó chạy. Đúng chưa? Đồ để thì bạn đó gắn hết rồi. Bây giờ bạn sẽ chạy đúng không? Chạy. Giỡn gì vậy? Rồi, cho nó chạy đúng chưa? Rồi chúng ta xem coi hiện tượng như thế nào. Bắt đầu. Hồi đó tao chỉnh cho nó sao tao chỉnh nè. Rồi chúng ta chờ xem ha. Có gắn thiếu gì không? Cái này có đèn chớp chưa? Rồi có đèn chớp đúng không? Tức là bắt đầu đóng điện xuống bo cái bộ cục bo inverter rồi ha. Rồi chúng ta chờ xem ha. Hiện tượng xảy ra như thế nào? Đây là giả định, một cái giả định là bạn đó về quê. Bạn đó về quê. Học rồi bạn nó về quê, bạn nó học đây thì 4 ngày rồi, nhưng bây giờ gia đình bạn nó về quê nè, bạn nó nhận một cái bộ máy, bây giờ bạn nó ráp vô bạn nó thử, tới nhà khách hàng không chạy, bạn nó đã cho đem về kiểm tra, khách hàng ok đồng ý, em cứ đem về kiểm tra đi, có gì hư báo à, bao nhiêu tiền báo anh báo chị nó nghe, bao nhiêu tiền không bảo anh bao nhiêu, tao chửi tao củi tao hoài hết nha, một lần nữa tao đuổi ra, nữa vẫn gặp mặt, rồi xong chưa? Rồi chúng ta chờ xem sẽ đạt kết quả như thế nào ha. 3 phút 20 giây bắt đầu máy nó mới chạy nha, chúng ta được 1 phút 30 mấy rồi ha. 1 phút 30 mấy. Ba phút 20 giây, chúng ta chờ chút xíu. Bạn đó đang ở quê ha. Giả định là chúng ta phải giả định là bạn đó đang ở quê, bạn đó gặp một cái bộ máy và nó nhận về kiểm tra. Bây giờ chờ nó chạy thử xem nó chạy như thế nào, lỗi phải như thế nào chúng mình sẽ tiến hành. Đúng không? Chúng mình sẽ tiến hành. Chúng ta chờ chút xíu ha. Xem như thế nào đó. Mời phép đúng rồi, 2 phút 52, cho chúng ta chờ chút xíu, nó còn vài chục giây nữa ha. Để chúng ta xem có bao loại gì mà chết đồ mod ha. Thì cái vấn đề chết đồ mod thì cũng rất đơn giản thôi, chút nữa thầy hướng dẫn chết luôn. Nó rất đơn giản, không có gì phức tạp cả. Rồi, chúng ta chờ chút xíu thôi. Ba phút, từ mấy giây, còn mấy giây nữa ha, quạt chạy chưa, bắt đầu quạt chạy nha, đây quạt chạy. Quạt chạy xong rồi lóc sẽ chạy. Đó, đây là hiện tượng của nó đúng không? Thầy giải viên ban bệnh cho nó. Đúng chưa? Đây là ban bệnh của nó. Nó cấp. Rồi, ok, bạn nào chết đồ mod thử xem ra lỗi gì. À, đầu tiên là cái đồ mod giữ nút cancel. Rồi, nó lại, không sao được. Rồi, giữ nút cancel. Giữ một khoảng thời gian, nó hiện ra 2 số 00. Rồi, nhấn nút tiếp. Đây loại H6 không? Đây loại H6. Ok chưa? Đó, cái gì bạn này gặp loại H6.
về bạn này bắt đầu cái bên rồi bắt đầu nó nghĩ quẩn đúng không, nghĩ quẩn bắt đầu đi ra cái cầu xong rồi đăng vô nhóm Zalo nội bộ không anh em cho tôi hỏi, ví dụ đây là nhóm Zalo nội bộ hỗ trợ của mình nè, các bạn hỗ trợ của thầy, thì các bạn đăng vô nhóm Zalo nội bộ các bạn sẽ hỏi rằng thầy và anh em cho hỏi cái loại H6 nằm ở đâu, đây chúng ta có nhóm Zalo nội bộ hỗ trợ, bạn thấy không, tất cả những câu hỏi đều trong nhóm Zalo nội bộ hỗ trợ. Như vậy thì có một bạn trong nhóm Zalo nội bộ sẽ hỗ trợ các bạn, hoặc là thầy sẽ trực tiếp hỗ trợ cho mấy bạn, thì sẽ nói là cái này thuộc về cái chỗ nào H6, thì thầy nói là ví dụ như là một bạn sẽ trả lời là mày đo thử cái con năm chân, hoặc mày đo thử cái độ chỗ đó xem như thế nào đúng không, thì ok, như vậy thì bạn đó sẽ được cái hỗ trợ thứ hai, đó là bạn đó sẽ lập cái sơ đồ lên, cái sơ đồ này thì học như nào thầy cũng cho, thấy không, chúng ta học là chúng ta coi nó bài bản đàng hoàng chứ chúng ta không phải là chúng ta học để giỡn chơi rồi. Ok, chúng sẽ đặt sơ đồ lên. Chúng sẽ đặt sơ đồ lên. Và đầu khi bạn đó về quê, khi bạn đó về quê thì bạn đó có sơ đồ. Khi một quá trình học ở đây thì thầy sẽ cung cấp cho bạn sơ đồ. Vì thì bạn đó sẽ mở cái sơ đồ lên. Bạn đó, tại vì ở trong nhóm đã hỗ trợ bạn đó rồi đúng không? Bây giờ bạn sẽ mở sơ đồ lên. Mở sơ đồ lên. À, sẵn thì thầy chia sẻ sơ đồ cho bạn luôn. Đây, các bạn download sơ đồ về ha. Rồi, quét mã là có sơ đồ về trong máy của bạn. Rồi, ok, bắt đầu quét đi ha. Thấy chưa? Đây là cái phương pháp học của chúng ta đó các bạn. Học bài bản, đàng hoàng, chứ không phải là chúng ta học chơi. Đó, chỉ cần quét cái là sơ đồ đi về máy chúng ta. Thấy chưa? Rồi, khi mà bạn quét xong sơ đồ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ dẫn thử ha. À, chúng ta sẽ hướng dẫn thử các bạn sửa cái loại H6 này. Và cái loại H6 này cho bạn mới sẽ thử làm, thử xem có món hàng chung chưa, bỏ hàng đầy đủ chưa, và cũng đã thử nha. Rồi ok, bây giờ thì trong nhóm sẽ hỗ trợ nói là mày đo cho tao cái con năm chân đi, con năm chân nó bao nhiêu vô, ok chưa. Vậy trong cái sơ đồ chúng ta có tổng cộng là có mấy con năm chân, bằng công suất chỉ có một con năm chân thôi. Đây, như vậy thì cái sơ đồ này nó kèm theo số vô, nó có số vô, sơ đồ này nó kẹp với số mol. Nếu như mà bạn đo đúng số mol thì nó chạy, còn nếu như bạn không đo đúng số mol thì nó sẽ không chạy. Đó, đây là cái cách mà mình dạy cho học trò của mình. Thì những cái bạn nào trong nhóm Zalo nội bộ á thì đều có cái sơ đồ này cả, đúng chưa? Ở đây thầy cung cấp cho nên không. Rồi bây giờ bạn thử đo thử xem, đây con năm chân nằm đây này, thấy không? Bây giờ bạn đo thử xem con năm chân này bao nhiêu mol, chúng ta thử xem nha, thử xem. Đó. Bạn nào có nhu cầu nghề có thể liên hệ với thầy trên số điện thoại là 0907716705. Zalo của này là 0931157788 nha các bạn nha. Chúng ta học tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chúng ta chỉ dạy trực tiếp, không dạy online, không dạy trực tuyến và không bán tài liệu, không bán sơ đồ. Chỉ dạy trực tiếp mà thôi, tại vì những dạy những cái đó nó ảo lắm, mà các bạn sửa không được thì các bạn nói là lừa đảo nữa, cho nên là ở đây để tránh tình trạng đó những cái năm vừa rồi, nhưng mà mình có một cái dạng nhận có một hai bạn học không học rất khó, cho nên thầy không có dạy cái chuyện đó được, cho nên bạn nào học thì cứ gì trong học. Bây giờ bạn mở CV cho bạn chưa, mở nguồn chưa, rồi mở nguồn, chờ chừng nào nó đóng điện, có điện thì bạn đo ha. Rồi chúng ta thấy, chúng ta đo thì những cái bạn mà mới thì biết là chỗ nào là mát rồi đúng không, học 4 ngày là biết rồi, chỗ nào là mát, chỗ nào là đo. Như vậy chúng ta học 4 ngày thì chúng ta có thể hàm thụ được những cái này rất nhanh. Rồi ok, khi mà đèn có đèn chớp tắt chưa, rồi bạn đo thử xem 1 2 3 4 thử xem số một đúng chưa, số một đúng chưa, 1 là bao nhiêu, 1 ở đây ra là 2.5 nè. Rồi số 2 là mát đó, mát là mát. Số 3 bao nhiêu, sai không? Rồi tiếp tục số 4. Như vậy là bạn thấy là đây là sai bon. Sự sai bon này sẽ dẫn tới báo lỗi thật sao. Nếu như bạn dựng lại thì nó sẽ không báo lỗi nữa, thì nó sẽ chạy. Như vậy nếu như mà bạn về quê và bạn gặp một cái bon mà chưa có sơ đồ, hoặc là bạn ngồi bạn vẽ ra hoặc không có sơ bon, thì liệu bạn có tính được không? Chúng ta sẽ tính thử ha. Ở đây chúng ta dạy học trò cái tính toán đàng hoàng, chứ chúng ta không có chưa cái chuyện mà dạy áp đặt. Bây giờ tính toán thử nha. Tính toán thử. Ok. Tính toán thử. Rồi, được chưa?
tính toán thử, đây là sơ đồ chúng ta tính toán thử. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy tờ giấy để viết thôi. Trong này có anh nào có cái giấy tờ viết thì mượn cái giấy tờ viết. Ok rồi, cho thầy mượn một cái giấy nữa. Chỉ một lần nhỏ có không ạ? Cắt điện chưa? Cắt điện đi. Ok, cắt điện đi. Bây giờ chúng ta sẽ tính toán để xem. À, thầy sẽ vẽ lại cho bạn mới thử tính toán ha. À, coi như là bạn gặp cái bo này lần đầu tiên mà không biết bạn sẽ tính toán như thế nào đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta vẽ một con xem trước đã chứ ha. Vẽ con xem trước đây. Vẽ con xem trước đây. Đây là điện giao sinh của nó. Được chưa bạn? Điện giao sinh. Nó có hai con điện giao sinh. Đây một con nè. Đây một con nữa nè. Nó có hai con nè. Được chưa? Điện giao sinh. Ok chưa? Như vậy con điện giao sinh này. Đây các bạn xem. Đây điện giao sinh. Thì đây là cái chân vô IC công suất. Đây là cái chân về cực âm của trụ nguồn. Nhìn thấy chưa? Đây cực âm của trụ nguồn. Đây cực trừ của trụ nè. Rồi, như vậy thì các bạn xem. Ở đây chúng ta có hai dãy điện trở song song, các bạn nhìn kỹ nha. Đây. Một dãy. Phải vậy không? Đúng vậy chưa? Đây. Chúng ta vẽ lại y chang vậy. Cho bạn tính thử nha. Được chưa? Rồi, cái này ở đây thì vô chân số 4. Phải không? Đây nè, ở đằng trên là vô chân số 4 nè. Vô chân số 4. Ở dạng dưới này thì vô chân số 3. Đúng không? 3 là cộng, 4 là trừ. Đầu ra của nó là chân số 1. Chân số 1. Phải không? Chân số 1 và chân số 4 thì có điện trở hồi tiểu. Hai con chúng ta dễ thắng một con thôi ha. Đây R332 và R333. Ok chúng ta dễ. Thì sơ đồ chúng ta có sẵn giá trị điện trở nè. 151 221. Thấy không? Tức là 150 ohm, 220 ohm, 1 ký. 1 ký đồ ohm. Đó, còn thiếu một con hả? Vẽ này đi. Đó các bạn. Thiếu con 1, 2, 3, 4. Đây, 2, 2, 1. Rồi, giống nhau hết ha. 1 ký. 2, 2, 1. 1, 5, 1. Rồi, xong chưa? Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ có một cái gì? Lên dương xuống âm vô này đó. Rồi, ok. Như vậy là mỗi con này là 27 ký. À, khi mà bạn nào vẽ mặt, bạn nói vẽ mặt ra bạn đó đô là con là 27 ký. Rồi, xong thao tác rồi đó. Bây giờ cho học viên mới tính toán thử xem, tính được không? Các bạn tính ra số vôn thử xem, bao nhiêu vôn chỗ đó? Bao nhiêu vôn tính được không? Bao nhiêu là bạn cộng cái đường này lại đúng không? 151, 221, 1 ký với 221 cộng được hết bao nhiêu ký là bao nhiêu vôn? Rồi chúng ta bắt đầu nha, cho bạn mới bắt đầu tính toán thử nha. Các bạn sao hỗ trợ nha, hỗ trợ. Rồi bạn mới bắt đầu tính toán số vôn. Chúng ta dạy cho học trò chúng ta biết cách tính toán thông số trên một mạch điện. Cái này chính là mấu chốt để học số vôn để thành công. Chứ chúng ta không phải là chúng ta học cái kiểu mà học vẹt, học hai con này thay con kia mà không biết làm, để là không được. Đúng chưa? 151 tức là 150 ohm, 220 ohm, 1 ký, 220 ohm, cộng lại bao nhiêu? 1 ký 59. 1 ký 59 đúng không? Dạ, phải không? Đúng. Như vậy chúng ta vẽ là vậy cho nó tiện nào bạn. Đây. Con điện cho sinh nè. Thấy không? 1 ký 59. 1 ký 59, vậy cho nó tiện đúng không? 1.59 phải không? Dạ. Phải không? Đúng không? Đúng không? Nó tính đúng không? Đúng, đúng. Rồi. Đây con điện trở. Con điện trở. Đúng chưa? Phải không các bạn? Được chưa? Đây là vô công suất nè. Đây là về cực âm của trụ nguồn nè. Rồi, con này là 27 kg. Con này 27 kg. Rồi. Ok. Rồi, như vậy mà tính chỗ này bao nhiêu vôn? Bao nhiêu vôn? Con này mới là số mát chỗ này nè. Con này có giá trị là 7 miliohm, thấy không? Hai con là 14 miliohm. Rồi, bạn tính toán thử xem. Nó ra bao nhiêu volt?
cái mấu chốt quan trọng chúng ta là học sữa bầu mạch là phải đi cách tính toán, chứ không phải là học sữa bầu mạch mà học vẹt, học hai con này thay con kia mà mình không biết mình hai con đó nó chạy hay không, học gì 4 ngày có thể tính toán được hay không. Đó, đây là phương pháp dạy, phương pháp chính xác và đúng đắn. Chúng ta không dạy phương pháp sữa một. Liệu rằng khi tính toán đúng đắn xong, sữa chạy không? Thử xem. Bao nhiêu? 0.263, đúng không? Rồi ok, vậy nó tính là 0.263. 0.263. 0.263, đúng không? Các bạn tính đúng không? Đúng không? Đúng con số này 0.263 không? Phải không? Nhưng mà bên này chúng ta đo được bao nhiêu? Bên này chúng ta đo được bao nhiêu? 0.06. Bên này đo được 0.06. 0.06. Phải không các bạn? Phải đúng chứ? Phải không? Như vậy chân này nó đang bị giảm vôn nè, phải chưa? Như vậy chân này nó đang giảm vôn. Giảm vôn chỗ này chỉ có hai nguyên nhân thôi, một là tụ rỉ, hai là điện trở bị giảm chỉ số. Bạn thử xem, một là tụ rỉ, hai là điện trở bị giảm chỉ số. Coi R 335 đúng không? R 335 rồi, bạn đo thử coi còn 27 kg không, hay là bị giảm chỉ số đi. Bắt đầu chúng ta thử. Bạn muốn đo một con điện trở ở trong cái mạch thì hơi khó à, tuy nhiên chúng ta đo thử xem. Tại vì khi mà giảm giá trị điện trở thì nó cũng làm số ohm bị giảm theo. Chúng ta xem còn lại bao nhiêu ohm. 358 ohm. Đây là con số mà nó làm giảm giá trị, giảm cái số đi. Như vậy bây giờ bạn nghi ngờ nó, bạn nghi ngờ nó, một là trụ. Nếu như bạn gỡ con điện trở này ra mà còn vẫn còn giảm thì chính là con trụ, đúng không? Gỡ con điện trở ra mà nó vẫn còn bị giảm là do con trụ, phải không? Rồi nếu bạn gỡ ra mà bạn đo con điện trở coi nó giảm hay nó tăng thì chúng ta sẽ dùng một hàng, chúng ta gỡ nhả con này ra, nhả con này ra. Chúng ta sửa là sửa theo phương pháp chính xác và tuyệt đối, chứ không sửa mò, không sửa mò. Bây giờ chúng ta cần tới gì? Kỹ năng để hàng và nhả mặt thôi chứ không có gì nữa, phải vậy chưa? Giờ khi chúng ta biết được, chúng ta sửa nhanh không? Nhanh. Tại sao? Chúng ta sửa rất nhanh. Đó là vì chúng ta biết được cái nguyên tắc của nó. Chứ chúng ta không phải bắt đầu chúng ta sửa mò mẫm trực tiếp. Chúng ta thử xem. Và nó liệu mà nó thay xong, nó sẽ chạy không? Ta thử nha. Chơi lại chỗ này không? Con này rất là bé ha. Con điện trở này cực kỳ bé. Cực kỳ bé. Thấy được. Thấy không? Lấy cái đèn cho miếng đèn, cho miếng đèn em, like chia sẻ comment thầy nha, chia sẻ like chia sẻ sao bắt ngoại đó, trời ơi, đất nó bấm chiến cực vậy, được không? Số điện trở đây là
Con này rất khó để hàng nha, nó rất là nhỏ luôn. Rất nhỏ. Nó rất là nhỏ, nó cực kỳ nhỏ luôn. Là 54 là nhắn này. Rồi, đó chứ. Không không này cái gì ở đâu. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Còn không? Nó còn trên bàn không? Rồi đo thử xem. Tuy nhiên bạn muốn đo một con điện trở thì bạn phải cần hàng nó vô một cái điểm nào đó trên cái mặt, rồi bạn mới đo được. Chứ còn bạn đo bạn chọt chọt đo thì nó sẽ bay. Nó sẽ bay. Bạn phải hàng ở trên một cái mặt. Đó, được cái mặt thì nó hàng lên thì lúc đó bạn mới đo được. Chứ không thì nó sẽ bay. Và để cái mặt lên, bạn hàng nó vô cái điểm trên cái mặt, bạn mới đo được xem con này đúng hay sai. Hàng một cái điểm nào cũng được. Cái tay nó hơi run một chút. Hiểu nguyên tắc, hiểu phương pháp, nhóm Zalo nội bộ hỗ trợ thì dẫn đến chúng ta thành công là chuyện bình thường. Một số nơi dạy thì không có Zalo nội bộ hỗ trợ thì đây là cái thiếu thiếu rất lớn. Tại vì không có Zalo nội bộ hỗ trợ thì không thể nào mà ví dụ gặp một cái bệnh bệnh thì không thể nào hỏi nhau được. Bao nhiêu? À, bạn dính hai chì hai chân á, dính cái chì hai chân á, để bỏ hàng chích mới giãn chì ra được. Đây chúng ta sửa máy là chúng ta quay lại trực tiếp, cho nên là ba máy quay, một cái Facebook, một cái YouTube và một cái quay video lại để up YouTube. Cho nên là không có quá trình là cắt ghép được trong đây đâu. Cho nên là các bạn đừng có mong là ông nội này ở cắt ghép, làm sao cắt ghép. Không có cắt ghép được đây, thì cho mấy bạn xem để các bạn nói cắt ghép. Các bạn có thể qua bên nhà đây các bạn xem. Đó giờ, một cái máy này là quay live trực tiếp Facebook. Một cái máy này quay trực tiếp đó. YouTube, bạn nhìn coi chữ trực tiếp nè. Bạn thấy chữ trực tiếp không? Bạn thấy trực tiếp không? Cho nên là các bạn đừng bao giờ nói là video này có cắt ghép, tại vì giải trực tiếp, học trò sửa trực tiếp là không thể nào cắt ghép. Ok, vậy là con này còn bao nhiêu âm? Ok, vậy là chúng ta sẽ thay nó bằng cái con 27kg đúng không? 27kg. Tại vì khi mà các bạn đưa cho thầy, đưa cho các bạn sửa, thầy phải tiên đoán được cái gì nó sẽ xảy ra. Đúng chưa? Có một con để sẵn đây cho em nè. Đúng không? Đo coi con đó phải 27kg không? Thầy gỡ trong mặt ra cũng chưa biết nó 27kg không? Gỡ bên cái bộ xác qua. Rồi, ok, xếp hàng vô đi ha. Rồi khi mà hàng vô thì chúng ta xem con số bone là bao nhiêu. Con nó chết rồi mà bỏ. 47 giờ để thay con khác. Để thay 6 lần lệnh cũng được. Rồi, ok, rồi chúng ta thử xem. Vì trong lý thuyết trường học chúng ta không bao giờ có điện trở giảm chỉ số, nhưng thực tế là nó có. Và ngày mai chúng ta sẽ sửa một cái bo máy giặt Eury cũng vậy nữa, cũng là điện trở giảm chỉ số chứ không phải là tăng chỉ số các bạn không. Những cái bạn nào mà mới vô học 1-2 ngày hay 3 ngày 4 ngày gì đó thì các bạn ráng cố gắng xuống kia từ đưa những cái mạch này kia tập nhã mạch hạn chì cho nó quen dần cái tay, cho cái tay nó dẻo đi cả không, để chúng ta lên máy chúng ta làm đỡ bị run các bạn. Nhưng mà rung khó hàng lắm. Tại vì con điện trở chúng ta rất là nhỏ là bé, có chuyện nó bay nha. Có chuyện nó bay các bạn nha. Cẩn thận. Rất là khó hàng nha, không phải dễ hàng đâu. Rất là khó hàng, cực kỳ khó hàng luôn á. Sao? Nhắm nổi không? Học vấn đề, học nguyên tắc, học lý thuyết thì một cái chuyện. Nhưng mà khi mà hàng qua linh kiện là một cái chuyện khác à. Chạy cái con linh kiện này nó rất là to, nó to hơn đầu cái kia chút xíu.
những bạn mới vô 3-4 ngày thì chưa quen hàng đâu, nhưng mà chị chúng cho làm cẩn thận. Nhíp hả? Nhíp tầm đó đó. Cô chị cái giang nha. Xài được một kim đúng không? Xài nhíp thì xài một kim của em xài. Nó khó hàng lắm á, không phải dễ hàng đâu ạ. Những cái bạn mà ở ngoài thì không biết cái tưởng người ta hàng dễ. Nhưng mà hàng thử xem có biết. Có cái kiến không? Cần lấy kiến không? Cần lấy kiến phóng đại lên không? Đừng lấy cái lên. Đi dầm. Cực kỳ khó hàng các bạn, không phải dễ hàng đâu. Một con điện trở nó bé lắm, nó chỉ lớn hơn là mũi kim của chút xíu mà. Chúng ta thử xem. Rồi, hàng đội không không? Chúng ta hàng được thì chúng ta sẽ có số bon theo ý chúng ta đúng không? Được chưa? Hai mới một đầu thôi. Chấm cái chị cho bạn nó đi mà con nhìn cỡ theo luôn. Chấm cho nó có dính chị thì đã. Cẩn thận nha, cẩn thận. Chấm chị bạn nó đi theo. Cẩn thận nha. Chúng ta chờ chút xíu bạn, để thử xem bạn nó hàng được xong. Được chưa? Chắc chứ? Mở nguồn đo thử số volt ha. Nếu như bạn đo mà nó xuống 260 mấy mV thì coi như bạn đã xong. Ok, mở nguồn cho bạn đi ha. Mở nguồn. Rồi, nó mở nguồn rồi đó. Nè, cái dây điện để ngang kìa, cái chì để ngang ba cái sợi dây 1, 2, 3 kìa. Được rồi. Rồi, mở đi. Rồi, em đo thử xem, đóng điện rồi đó. Đo chân số 1 thử xem bao nhiêu rồi. Chân số mấy? Ok, rồi 2.5 mấy đúng rồi đó. Rồi 0.26, rồi ok. Rồi chúng ta chờ xem máy chạy không. Chạy, chúng ta có 400 ngàn. Bấm nút mở nguồn. Rồi, bấm giờ. Chạy có 400. Ok chưa? Giờ mai chúng ta giao đúng không? Rồi chúng ta chờ 3 phút 20 giây. Thử xem. Như vậy cái phương án dạy chúng ta là các bạn phải chịu khó học với cái này được đó. Học cách tính toán số volt. Khi bạn tính toán số volt xong là có gì công việc thì giải quyết. Được chưa? Học là phải chính xác chứ chúng ta không học sửa mò nha. Hoàn toàn không sửa mò. Nếu như mà ở những ông thợ dưới quê mà gặp cái lỗi này á, là nãy giờ ông làm rất nhiều thao tác rồi đó. Thay ghê xi công sức, thay tụ, thay tùm lum tá lả. Rồi cuối cùng sao bạn? Kiếm con này thay à. Thấy chưa? Nó bị âm nguồn á, chứ không phải lấy. Tại vì con trụ nó nằm trên. Cái chân trừ nó nằm, con chữ chân trừ nó trụ nằm trên. Cho nên bị âm mấy bi, mấy bi đi vô. Mấy bi không phải mấy đó, chứ không phải mấy bi đi vô. Cho nó hơi ngược chút xíu đúng không? Nhìn thấy ngược không? Cái chân cộng nó có 267, cái chân trừ 268 rồi. Rồi chúng ta chờ 3 phút 20 giây cho nó chạy đúng không? Chúng ta 1 phút mấy đúng không? Đây 1 phút mấy. Rồi, bắt đầu làm chạy. Chúng ta chờ xem đuôi nóng chạy không? Thử xem nha. Cái quạt chạy này quăng cho nó trắng với những cầm. Khi nào quạt chạy quăng qua nó cầm.
Rồi chúng ta chờ xem. Như vậy phương pháp dạy chúng ta, nếu như các bạn về quê các bạn có thể tự tin làm. Tự tin. Tại vì khi mà bạn gặp cái máy á, thì cái việc đầu tiên các bạn là, thứ nhất là không biết hỏi ai, đúng không? Không biết hỏi ai. Thì chúng ta được có một cái là giống Zalo nội bộ, giống Zalo nội bộ. À, thứ hai là không có sơ đồ, đúng không? Ở đây chúng ta có sơ đồ, đúng không? Về phương pháp giải thích nguyên tắc này kia, anh em sẽ hướng dẫn. Như vậy thì các bạn thấy là phương pháp học chúng ta học trong thời gian rất ngắn mà có thể làm được, đó là điều hoàn toàn có thật. Chứ không phải là chúng ta dạy theo kiểu như ngày xưa mà dạy cái kiểu như mà dạy 5-7 năm, ngày chỉ nó miếng, lâu lâu ghé chỉ nó miếng, mới ngồi làm thí công, làm chết bà, làm 5-7 năm. Những cái nơi mà thở dài, ngồi dài hai bên để mà làm thì cái đó là giả tạo. Chờ xem nó chạy không? Chờ xem. Sao được chưa? Đúng nguyên tắc, nó sẽ chạy. Đó, đúng nguyên tắc nó sẽ chạy. Cái này ngược lắm, nhưng mà chúng ta giải quyết xong rồi hát sao? Đúng rồi, sao? Được chứ các bạn? Có bạn nào thắc mắc về cái cách mà chúng ta làm không? Đó, đây là phương pháp chúng ta dạy học chính xác tuyệt đối. Không dạy lan man, không áp gì ra kiến thức, mà chúng ta học có nguyên tắc, có bài bản. Đúng chưa? Hư một con điện trở, hư một con trụ, sửa là phải ngay cái hư mà sửa, chứ không sửa mò nhé, mà không sửa mò, nhất quyết không sửa mò. Vậy là nếu học viên học 4 ngày, 5 ngày có thể sửa được không? Được, thường cách bình thường. Chúng ta chỉ cần có bộ mặt đem đến chúng ta. Cái gì đầu tiên chúng ta là gì mà đo cộng trừ giảm chạp xong xuôi hết rồi bắt đầu kết nó hai bo qua báo lỗi gì? Báo lỗi gì? Có lỗi hay không có lỗi gì đó, các bạn chỉ cần đăng nhiệm giống như hồi bộ. Ở trong đó thầy và anh em sẽ cùng nhau hợp tác để hỗ trợ. Đúng không? Sơ đồ thì có sẵn cung cấp rồi. Rồi là mò 2 chúng ta dễ sơ đồ. 3 là ông thầy dạy chúng ta biết cách tính toán hộp số mặt. Nếu như một ngày nào đó mà các bạn gặp cái mô mà không có xong số mặt thì các bạn cũng phải biết cách tính toán, tại vì ông thầy đã dạy với bạn tính toán rồi. Thì các bạn tính toán sau đó là bao nhiêu volt. Trong khi cái bài này các bạn tính toán được chứ? Bạn tính toán được chứ? Được chưa? À, các bạn có thể tính toán không? Ok, chúng ta sẽ thử một cái tính toán chứ. Ok, chúng ta sẽ thử một cái tính toán. Đấy. Được đúng không? Thì học trò ở đây thì đứa nào nó cũng download cái phần mềm này cả. Cắt đi em ha. Cắt đi. Thì download Electric Android đấy đúng không? Đấy. Học trò ở đây thì đứa nào cũng có cái phần mềm này cả. Phần mềm này thầy tặng cho mấy bạn. Các bạn đóng cho bên kia là 120 mấy ngàn thôi, còn nhiêu thầy tặng hết, không lấy nào trơn á, đúng không? Rồi như vậy thì bạn vô đâu chị điện áp, không chị điện áp, ok đúng chưa? Đây có sẵn luôn nè, phải chưa? 263.7 mV, tôi lên đâu sẵn rồi. Còn một cái phần mềm thứ hai nữa các bạn, nhưng mà cái phần mềm này các bạn phải mua thì nó hình như đóng 300 mấy ngàn á, nhưng bao nhiêu, nhưng nó có một cái lợi điểm là nó mô phỏng mạch điện chạy luôn, đúng không? Đó, với phần mềm này thì nó khắc nghiệt hơn, nó sẽ mô phỏng cho các bạn chạy luôn cả cái mạch điện trên đó luôn. Đây đó, đây ví dụ như là thầy vẽ nè, đây ví dụ thầy vẽ nè, đó nó sẽ chạy cho bạn luôn, nó chạy bạn luôn, ngon lành. Bạn sẽ biết được chỗ đó là bao nhiêu miloampere, miliampere, chỗ đó bị bao nhiêu vôn có đầy đủ cho bạn hết luôn. Vậy vấn đề dễ này dễ không? Dễ. Thử ha. Thử cái chơi ha. Thử cái mới nha. Vậy là. Ok, vậy là. Thử gian cái mới chơi ha. Đây, có đề toán trước đúng không? Ăn cái gì trước? Muốn gì trước? Ok, muốn con điện trở trước đúng không? Một con điện trở trước. Một con điện trở thì chúng ta lấy này nè, để em xuống đây điểm mát này. Thì viết để dưới kia không phải rồi, nói hai điểm rồi xong đúng không? Dễ dễ chứ, phải không ạ? Đây bây giờ bạn dễ có thể được toán ra luôn, nếu mà bạn dễ cứ được toán ra bạn dễ đấy. Đây bữa nãy là cái mặt đó là trừ cộng ở đâu nhớ rồi coi, vậy mấy trừ mấy cộng. À, chân cộng lại dưới đâu cái coi cái sơ đồ này đây, chúng ta hướng dẫn các bạn dễ luôn, rất đơn giản, dễ cho chạy luôn ha, dễ cho chạy luôn. Các bạn có thể nghiên cứu bằng mạch này, các bạn vô xe play hoặc download cũng được, xe play để xe play, xe play hoặc download đây nè, nó nằm đây nè,
đây giờ xét lại lại every thì cứ thấy không iPhone có không iPhone có không có luôn để giờ xét lại á xét lại á xét lại every thì cứ mua nó cho thử nó cho xài không nó cho xài mấy cái đơn giản trước không đó nè every thấy không đó nó đó ừ download về đó đó thấy không download về là được đúng không rồi người vô thì mình nói mình kêu người cái new vô cho nó là xong rồi à, chúng ta xem có mấy cầu điện trở đây xuống mát đúng không mấy 1 ký 59 đúng không hai cơ hai người 1 ký 59 đúng không 1 ký 59 một con nữa bổ xuống mát luôn bộ nó chạy mấy cái này này con này con nói xuống mát rồi như ký 1 ký mấy 1.59 đây nè bạn muốn sửa thông số bạn muốn sửa thông số một lít vô cái vô cái cờ lên thấy không vô nè lít vô nè nè bình thường chưa có gì đúng không muốn sửa con này 1 ký 59 phải không lít vô cái đây cái cờ lên nè quay nó tới 1 ký 59 đó thấy không đó nếu mà mình quá thì giá cộng thấy cộng đó thấy không à 1 ký 59 ok rồi xong ở đây cũng 1 ký 59 một ký mấy ủa không hai con nối mát nhìn là cái sơ đồ á nhìn cái sơ đồ một con nối mát xung quanh điện trở 27 mili ôm và 14 mili ôm còn một con nối vô xe trước nó có hai con 1 ký 59 rồi rồi cái con này mới nối vô chương trình nè nối vô chương trình hả cộng cái con mà có hai cái đường phân áp lên xuống á nói chịu cộng sơ đồ đó đây đây xong chưa nè không lớn lên đây mình thấy rõ không cái đường mà có phân áp là do chuyên cộng phải không nè lật cái lại muốn lật cái này đúng không nè đây muốn lật chuyên cộng xuống chuyên trừ lên đúng không đây đánh vô quầy kìa à không chờ thầy xíu thầy lật lại đây lật lại ủa đâu rồi ủa thầy thầy tự nhiên thầy quăng cái gì đây đây đúng không nè lật lại nè thì cầm cho xuống rồi đúng chưa về đây nói vô đây đây nói vô đây đúng không rồi chúng ta có một con điện trở bằng áp đó cái điện trở bằng áp này đưa đây rồi để con kêu điện trở bằng áp nữa này phải vậy không mỗi con 27 ký đúng không cái này là dễ mạch thôi không có gì phức tạp hết đó phải không rồi này nó xuống mát bây giờ 27 ký đây là cái thao tác để chúng ta làm đó mà 27 ký phải không rồi con này cũng 27 ký đó đúng chưa đây cái vấn đề vật liệu đây là đây 5V thì chúng ta sẽ có một cái nguồn của nó cái nguồn này sẽ cấp nè 5V đúng không cái nguồn này 5V được chưa đúng chưa không ạ đây chứ này nè cái này 5V cái đó là cái đồng hồ đo đây 5V rồi đây để lên 5V thấy được không đấy chúng ta làm con gái đó vậy cái này nó hơi dài tại vì cái video clip chúng ta thì nó hơi lâu nếu mình làm thì hơi lâu để chúng ta sẽ trong quá trình mà thầy dạy với bạn học sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm nhưng mà chúng ta đại khái là chúng ta sẽ có một cái mạch để chúng ta mô phỏng khi mà chúng ta làm biết tính toán á thì chúng ta sẽ cho nó chạy mô phỏng thì nó sẽ không cho mà sẽ form luôn chúng ta hiểu vấn đề không ạ đó nó sẽ đòi form luôn nhưng mà ngồi dễ vậy nếu mà dễ quen thì nhanh lắm dễ chậm thì lâu dễ quen nhanh khi mà chúng ta cho bấm nút chạy cái thì lập tức nó chỗ đó nó hormone bao nhiêu nó hiện ra luôn chúng ta không phải tính toán nữa được chưa ok rồi giờ này chúng ta kết thúc video ha các bạn nha chúc các bạn thành công có nhiều điều trong cuộc sống nha ok.